500 triệu á? Thật đó chị? Mẹ ơi, đây là sổ thật hay là sổ pha ke đấy? Pha ke? Mẹ mày mà dùng đồ pha ke. Này này này, nhẹ nhẹ cái tay thôi, không nó chợt mất cái số. Chợt mất cái số không của mẹ. Mẹ lấy đâu ra số tiền này? Tiền con gửi về, mẹ giữ. Con thấy mẹ giỏi không? Mẹ giữ được tiền, lại còn làm cho nó sinh sôi nảy nở ra. Tiền con gửi về để mẹ trả ngân hàng lấy lại nhà. Mẹ trả hết rồi thì lấy đâu ra? Cả tiền buôn bán của mẹ tiết kiệm. Con yên tâm, tiền này là tiền mồ hôi nước mắt, mẹ không ăn cướp ăn trộm gì đâu mà ngại nhá. Mẹ làm giò trả được 3 đồng thì lỗ 9 đồng. Mẹ còn lấy cả lương của con ra để bù lỗ, tức lấy đâu cả lời với trả lãi được. Mẹ, cái con này, mày còn đổ thêm dầu vào lửa. Không nói nhiều nữa, mẹ lấy đâu ra số tiền này? Mẹ đã nói là mày gửi về thì mẹ giữ. Mẹ không nói gì, con sẽ thu. Ây. Có người trả cho mẹ. Ai trả? Trời ơi, mày biết thế được rồi. Thế gia đình nhà Diệp có quan hệ như thế nào với anh Long ở HS? Thưa cô, anh Long bên HF thì có liên quan gì ạ? Thôi, nhân tiện đây cô cũng nói luôn nhé, để cho Diệp cố gắng. Ngày đầu Diệp nộp hồ sơ vào nhà trường là không đủ cái tiêu chuẩn nhà trường đâu. Anh Long phải đứng ra đảm bảo, nên nhà trường mới nhận đấy. Mày nói đi, ai trả? Ai? Ôi chị ơi, đau mẹ. Đau thế. Mẹ nói đi. Cậu Long trả. Mẹ không vòi vĩnh gì đâu, cậu ấy tự nguyện đưa đấy. Lúc con bỏ đi, cậu Long tìm con mãi. Rồi đến lúc bật tin con, cậu vẫn kiên trì đi tìm. Thế xong rồi cậu ấy cho mẹ. Lúc đấy con đã gửi tiền về đâu? Mà ngân hàng thì người ta cứ đòi xiết cái nhà này. Mẹ mà em Diệp không có tiền thì ra đường mà ở, mẹ cũng không còn cách nào khác mà. Vậy sao bao năm qua mẹ không nói gì cho con biết? Cậu Long bắt mẹ thề không nói với con. Cả cái Diệp nữa, sao không nói gì với chị? Chị ơi, không phải em đâu. Em nó không biết gì đâu, đừng mắng em nó khổ thân. Sao mẹ cứ đẩy con vào tình huống khó xử thế hả mẹ? Một người thì nhận tiền của người ta, một người thì để người ta lo việc cho, mà không nói gì với con trong suốt bao nhiêu năm qua. Hai người dễ dàng nhận lòng tốt của người khác như thế à? Không mảy may suy nghĩ một tí nào à? Chị ơi, không phải như thế đâu. Em không hề biết là anh Long chi phiêu cho em. Nếu mà em biết thì em đã kể cho chị nghe rồi. Này, Thế Long nó xin việc cho con à? Ôi giời ơi, có cậu Long chống lưng thì làm ai mà dám đuổi việc con. Thế mà không nói cho mẹ, làm mẹ lo lắng suốt cả đêm hôm qua. Thôi, cũng là tai qua nạn khỏi hết rồi. Mẹ cũng không trách gì cái việc con đã xui em Diệp đi tẩy cái nốt ruồi đâu. Thế nên là bây giờ vào trong nhà đi, mẹ nấu bữa cơm, coi như là bữa cơm đoàn viên. Chị Nam. Quyển sổ tiết kiệm để tên của mẹ, con giữ làm gì? Nam, chị Nam ơi, chị Nam, Diệp ơi, chị Nam, chạy lên lấy cho mẹ cái sổ. Chị ơi, tao đố mày làm gì được đấy? Không có chữ ký của tao, mày có mà rút vào mắt.